Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ cho cả nhà mình xem về cái hành trình hai con sư cuốn nó đang múc ao các bạn. Ở đây là ở đồng Kinh Mừ Tân Hiệp các bạn, mình đi dọ đồng, đi dọ xem lúa thóc như khi nào cắt đang có đồng, đang có máy móc chạy mình quay với các bạn. Nhưng mà hiện tại mình thấy lúa nó đang còn khá là xanh, chắc phải qua tháng 2 rồi mới có cắt các bạn. Thì ở đây mình gặp hai con Cubico 89 đang xử lý tali các bạn, đang dán tali ha, cái tali bờ. Ở bên đây thì có một con dán tem SK55, cái chỏ dài ha. Rồi bên đây một con dán tem SK045 đó. Hai con, mỗi con một bên đang đi đánh bờ. Theo như mình thấy thì cái con bên đây chắc cũng mới mua hay sao, các bạn thấy cần bọng gì còn sạch sẽ quá trời luôn, không dính bận dính gì nào bạn thấy không, cần bọng quá trời sạch luôn à. Ở đây là cái ô đất này, chu vi đất này theo mình đoán thì nó cũng tầm đâu đó khoảng 4 công nha các bạn, 4 công tầm lớn ha. Ao này thì chiều sâu chắc cũng đâu đó 2 mét. Mình múc lên làm cái mô hình gì mà quá trời luôn các bạn, theo như mình nghĩ là chắc là trồng cây nuôi cá, có làm quán xá gì không đây mình cũng không rõ. Mình nghĩ chắc là có kinh doanh quán hay sao á các bạn ơi. Này chỏ dài, tiềm năng có hai cục đeo luôn các bạn, tiềm năng có hai cục đeo chống tột luôn. Này 88 hay 89 này ta, trời quá trời, còn nguyên cái dàn ống green luôn nè các bạn, nguyên một cái dàn ống green luôn. Trời luôn, dưới này chắc cũng mới lấy mới đây thôi. Này tì chỏ nó cũng còn dính cục đeo chống tột luôn nè các bạn. Đối với dòng Cubico 89 này thì lanh thì nó không lanh đâu nha, nó lừ vậy đó các bạn. Cubico mà nó không có như Subi hay là mấy con ít nữa. Rồi bên đây là con này thì cũ rồi, con này khá cũ kỹ rồi, con này như lắc mâm luôn các bạn, nhìn mâm nhịp nhịp. Ao khá là đẹp các bạn. Theo mình nghĩ là cái này có thể là họ sẽ kinh doanh quán ha. Sẽ kinh doanh quán á. Chứ ở trong một cái khu nội ô mà tự nhiên múc ao làm gì, múc nền không múc, múc ao làm gì đúng không các bạn.
một hồi mình đứng mình hồi tưởng lại thì mình nhớ rồi các bạn, đây là cái con xe cuốc mà nếu mà mình nhớ không lầm thì năm 2020, cái vụ đông xuân năm 2020 mà mấy cái lần mà mình bắt đầu là đi đầu tiên mà mình đi quay về những cái xe cải tiến á, thì đây là một chiếc xe mình đã từng quay rất là lâu các bạn, tới bây giờ mới gặp lại. Lúc đó đã đi dưới ba chiếc cải tiến á, lúc đó chiếc xe này còn rất là mới các bạn, còn sơn rin rất là mới, bây giờ nó hơi tàn tàn rồi, cũng 3 năm rồi. Chiếc này cỏ dài các bạn. Này chủ xe ơn nha các bạn, xe xài kỹ. Nhìn mình cảm giác nó giống như là nó hơi sượng sượng chờ chỏ các bạn. Nhìn thấy nó xuống nó lấy nó hơi bị khớp một tí. Thời tiết cũng hơi ui ui các bạn, trời như muốn mưa. Năm nay thời tiết kỳ quá, không biết là thời tiết vụ đông xuân năm nay có ủng hộ cho mấy anh em cải tiến bên lớp hay không nữa đây nè. Mấy anh em đặc biệt là mấy anh em xúc lập rồi đó.
Rồi vâng các bạn ơi, nói chung thì xe làm thì cũng chỉ có vậy thôi, cũng không có gì mới lạ nữa. Video của mình chia sẻ bao nhiêu đó thì cũng xin kết thúc nha các bạn. Cái Duyên Quy hẹn một ngày nào đó sẽ gặp lại mấy anh em này làm ở những cái công việc khác hấp dẫn hơn, mình sẽ quay chia sẻ tiếp cho cả nhà mình cùng xem ha. Thì video đến đây, Duyên Quy xin kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.